Nghe đồn là Ama Kitchen, nhà hàng món Hồng Kông của gia đình Trấn Thành đang bị quánh một sao do cộng đồng mạng gây áp lực để sao kê phải rõ ràng. Quan điểm của mình thì chuyện nào ra chuyện nấy. Hồi đầu năm, mình có cùng nhóm bạn đi ăn ở đây, chất lượng rất ổn áp nha. Không gian của Ama Kitchen đậm chất Hồng Kông luôn nha. Bề nuôi thì phong phú, giá thì hơi cao đó. Nếu đi cả nhóm bạn từ 5 người trở lên thì chia ra mỗi người tầm 200-300 cành là no cành không nha. Ở đây có rất nhiều không gian cho bạn lựa chọn, nhưng đợt mình đi rất là đông khách nên thích hợp đến đây ăn uống trò chuyện lớn tiếng chứ không có yên tĩnh đâu nha. Nếu bạn là fan của TVB thì hẳn cũng thấy không gian có phần quen thuộc đúng không? Những ánh đèn neon màu vàng nè. Thôi bây giờ thì mình cùng review các món ăn nha. Món đầu tiên tụi mình ăn có tên rất là dễ thương, tôm viên gà con. Các bạn nhìn nè, chiếc đầu gà con đáng yêu quá trời, là bánh bao á. Còn phần thân gà là tôm viên trứng cút. Món này ngon xuất sắc luôn nha. Tôm quét dai, ứa nước đúng kiểu món hoa luôn. Món thứ hai là cảo tôm phúc lục. Vỏ bánh xanh làm từ sốt bó xôi, nhân bên trong là tôm và hẹ nhưng mà vị không có đặc biệt lắm. Món tiếp theo là cảo bò nấm chút tô. Da há cảo được pha với bột than tre, bên trong là nhân bò xào sốt nấm chút tô, mùi vị nấm rất là lạ. Còn đây là tôm chiên phô mai tan chảy. Món này nhìn bên ngoài thì giống bánh bao chiên, ở trong là tôm quết. Đặc biệt lúc ăn nóng thì phô mai chảy ra rất là ngon, chắc chắn bạn phải thử nha. Hủ tiếu Hải Diệm Sơn là hủ tiếu áp chảo với thịt bò, sợi hủ tiếu bản to thơm phức, thịt bò thì mềm mại. Duyệt cái món có cái tên đặc biệt này nha. Đậu hũ A Mà nè các bạn. Nghe cái tên thì cũng biết là món đinh của A Mà Kitchen rồi. Món này sẽ ăn chung với xôi chiên. Xôi thì giòn rụm, kết hợp với món tàu hũ mềm mại sốt mặn này ăn rất là hài hòa, rất là vừa ăn. Nhớ là ăn chung với xôi chiên nha, nếu không nó rất là mặn đó. Và món ăn màu sắc hấp dẫn này là tôm sốt Singapore. Món này chua chua, ngọt ngọt, ăn giống như là tôm dinh. Lúc đầu mình còn tưởng là nó sẽ giống cái nước sốt vị cua sốt Singapore nhưng mà không có phải đâu nha. Đây là cơm chiên phù dung. Cách ăn thì giống như cơm trộn vậy đó. Trong lúc cơm trong thố còn nóng thì mình sẽ trộn lên. Lớp cơm bên ngoài giòn rụm, bên trong thì có độ sệt, thơm mùi trứng. Đặc biệt món này có rất là nhiều mực và tôm, ưng dê. Công nhận là ở Ama Kitchen có rất nhiều món ngon. Mình nên đi ăn đông người, mỗi người ăn một chút sẽ thưởng thức được nhiều món. Một phần như vậy rất là nhiều, cho nên nếu mà chỉ đi ăn một hai người thì chỉ ăn được có một hai món là no ứ hự rồi. Món tiếp theo là trúc xanh hầm bắp heo. Trúc xanh là một cái nguyên liệu hơi khó kiếm, thường thì chỉ có trong các món hoa. Thành phần thì có tuyết nhĩ, bắp heo, kỷ tử, trúc xanh. Món này tìm rất là lâu, mấy cái thành phần mà mình vừa nhắc hồi nãy nó sẽ tiết ra chất ngọt tự nhiên. Món này không hề nêm nếm nha. Ngoài các món ăn chính thì các món bánh và các món nước của Ama Kitchen cũng rất là đặc biệt. Tuy nhiên nước thì giá hơi cao nha. Giờ mình sẽ ăn bánh nha. Có 3 món bánh. Đầu tiên mình sẽ ăn bánh bao than trúc kim sa, bởi vì cái màu đen rất là đặc biệt. Mình xé ra thì sốt trứng muối nó chảy ra nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Món này là phải ăn nóng nha, ăn nguội nó không có ngon đâu. Món này thơm nè, béo nè, nhưng mà hơi ngấy một xíu. Tiếp theo là bánh sầu riêng ngàn lớp. Đúng như tên, lớp vỏ bánh giòn rụm luôn. Mùi sầu riêng thơm phức. Đây là một món bạn không thể bỏ qua đâu. Nó giống như là pate xô, nhưng mà nhân sầu riêng thì ngọt và có một cái vị mặn nhẹ, cực kỳ thơm. Còn đây là bánh bao kiểu Hồng Kông. Bên ngoài là bánh bao nướng, bên trong là nhân xá xíu. Lớp vỏ bánh bùi bùi kết hợp với xá xíu mặn mặn rất hòa quyện, uống thêm trà nóng là hoàn hảo. Tổng kết lại là mình không thích không gian ồn ào của Ama Kitchen, nhưng món ăn thì công nhận là ngon, giá cả tương đương với chất lượng. Duyệt!